đến làm trò, dứt khoát giết cho xong. Ngu xuẩn, Lâm Thiếu Hiệp là ân nhân của các mô trại, kẻ nào muốn giết hắn chính là muốn gây sự với ta. Lâm Thiếu Hiệp đói chưa, có muốn ăn bữa cơm trước không? Tay nghề của sơn trại chúng tôi rất được đấy. Ác tặc, đừng có nói nhảm, tên đại hán kia mau tới đây. Lần này công bằng, ngươi không cưỡi ngựa, ta không cưỡi ngựa. Ngươi không dùng binh khí, ta đây cũng không. Tần đại ca, tuyệt đối không thể làm Lâm Thiếu Hiệp bị thương. Nhẹ nhàng chút, nhất định phải nhẹ nhàng. Tới đây đi, ác tặc. Lâm Thiếu Hiệp, cậu không sao chứ? Bọn ta ở đây đợi cậu, cậu mau quay lại. Nhiệm vụ phòng thủ sơn trại lần 2 hoàn thành. Thưởng sơn tuyển x1, suối chảy trên núi, thưởng hoàn huyền đan x10, đan dược phổ thông, trị tận gốc, các tổn thương, bệnh thông thường, thưởng kỹ năng sơn trại đồng lòng, tin thưởng lưỡi liềm x10, tin thưởng hòm gỗ x10, ban thưởng lần 2 ngày ít hơn so với ban đầu. Nhập thêm nhiệm vụ phòng thủ sơn trại lần 3. Lâm Thiếu Hiệp không sao chứ? Các người không thả tiểu tư Tô ra, ta tuyệt đối không tha cho các người. Nhẹ nhàng chút, nhiệm vụ phòng thủ sơn trại lần 3 hoàn thành, ban thưởng. Nhận được nhiệm vụ phòng thủ sơn trại lần 4 hoàn thành, ban thưởng nhận được. Đại đương gia, chúng ta về thôi, tôi đói rồi. Đợi không thể để Lâm Thiếu Hiệp thất vọng. Vận khí của người lương thiện sẽ không quá kém, mà người trong lòng có chính nghĩa rồi sẽ hấp dẫn những con người có cùng chung chí hướng. Nhiệm vụ phòng thủ sơn trại lần thứ 10 hoàn thành, không có thương vong, ban thưởng thuộc tính ẩn, người tốt x1, tác dụng tăng thêm sức hấp dẫn với đàn ông, không có tác dụng với nữ nhân. Lại còn có thẻ người tốt của sao lâu vậy rồi còn chưa lên tới. Với tình hình của Lâm Thiếu Vũ, chắc hẳn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ mới đúng. Không lẽ hắn gặp người xấu? Các ngươi ở lại đây, ta xuống núi xem sao. Ta Lâm Thiếu Vũ thật hổ thẹn với cái danh hiệp khách tự phong, vốn cho rằng mình sẽ nghênh thương xuất thế, một người một thương bình định thế gian hiểm ác. Nhưng nay lại 5 lần 7 lượt chịu nhục trong tay sơn tặc, giờ ngựa không còn, thương cũng mất, không còn gì cả. Chết thôi, chết rồi, 20 năm sau ta sẽ lại là một trang hảo hán, ta sẽ lại xông pha giang hồ. Thứ hại dân hại nước, ngươi tới để cười nhạo ta sao? Lâm Mỗ ta, dù tài không bằng người, dù phải tìm chết rửa nhục cũng không chịu người khinh nhục. Những lời cậu nói ta cũng nghe hết rồi, nói rất hay. Nhưng thiếu niên sẽ vì lý tưởng mà chết, nam nhân chân chính lại có thể vì lý tưởng mà chịu cảnh hèn mọn mà sống. Ngươi cảm thấy làm vậy là dũng cảm sao? Không, đây không phải dũng cảm mà là hèn nhát. Ngươi chính là kẻ hèn nhát, kẻ đào ngũ. Ngươi xem lại mình đi, còn chẳng có nổi một chút phong thái của thiếu niên hiệp khách. Hừ, một tên sơn tặc như ngươi thì hiểu cái gì? Ta biết ngươi xem thường sơn tặc, nhưng ta cũng từng là một người có lý tưởng. Ngươi có lý tưởng? Ngươi có muốn nghe lý tưởng của ta không? Hai tay ta cũng cầm sách thánh hiền, cũng từng nâng lên đao kiếm, cũng từng muốn học được văn võ toàn tài, sánh ngang cùng bậc đế vương. Ta từng ngâm nên câu, nam nhi hà bất đối ngô câu, xuân thủy quan san ngũ thập châu. Nhưng khi ta ngao du tứ phương, chứng kiến lưu dân như heo như chó, quan lại quyền quý như bọn sói đói, ra sức chèn ép vơ vét, ta bỗng phẫn hận thánh hiền, vì chỉ muốn hỏi vì sao thế giới lại như vậy. Khi ấy ta có một lý tưởng, cứu vớt muôn dân trăm họ, thoát khỏi cảnh khốn cùng, giải thoát họ khỏi gông cùm của bọn quyền quý. Ta có một lý tưởng là đánh nát cái thế giới thối nát cũ, kiến tạo một mảnh thiên địa mới. Ta có một lý tưởng khiến cho người người có cơm đủ no, có áo đủ mặc, có nhà để ở, có ruộng đất để cày cấy. Hiện tại đôi tay này của ta chỉ muốn giữ chặt lấy tay của đồng bạn. Những lời này thật sự tới từ một tên sơn tặc sao? Lâm Thiếu Hiệp, cậu có đồng ý cùng tôi thực hiện lý tưởng kia không? Chẳng lẽ kẻ chân chính có tâm hoài thiên hạ lại là một tên sơn tặc? Là ta nhìn nhầm hắn rồi.
tên ngốc này thì ra phải chịu đựng vết thương nghiêm trọng như vậy. Từ quân sư trong trại còn thuốc chữa thương không? Hết lâu rồi, bị đám phản bội kia cũng hết đi rồi. Hơn nữa đại đương gia, ngài không sợ hắn nằm vùng ư? Có câu này của ngươi ta yên tâm để hắn lại đây rồi. Không mau cháu hạ sốt thì kiểu gì cũng ra chuyện lớn. Phải tìm một chút xem hoàng huyết đan trong đống vật phẩm được ban thượng xem. Linh nhi quốc với sẹo ta cần đâu rồi? Đây đây, đại đương gia ngài muốn làm gì? Đào kho báu. Kho báu gì? Các mồ trại chúng ta đào đâu ra báu vật? Đại đương gia ngài đừng phá nữa. Tìm thấy rồi, đây là thuốc hồi máu mà hệ thống ban thưởng. Đi, mang một viên cho năm thiếu hiệp ăn. Tần đại ca, con hắc mã này về sau là tọa kỵ của huynh, đa tạ đại đương gia. Hoàng mã phổ thông, ngựa ốm, kỹ năng, chạy trốn. Khi chạy trốn tốc độ dại gia tăng. Hắc mã phổ thông, kỹ năng, công kích. Khi công kích, sát thương gây ra được gia tăng. Đại đương gia, xem này, bên trong còn giấu một thanh thiết thương. Nhận thưởng tinh xảo thiên thương x1. Đây, xuân cung đồ. Ai vẽ xấu vậy? Ký tên từ thần cơ. Đó, tiết lộ lịch sử đen tối của từ thần cơ x1 bị đốt cháy. Chiến cùng chống trận chôn trong đá. Dưới mặt tàn có ngã cờ sáng cho. Hoa gặp quỷ rồi. Diễn cạn bỏ hoang hơn 10 năm đột nhiên có nước dâng lên. Thanh thiết thương này từ nay do tần đại ca sử dụng. Ta làm mơ cũng mong có một thanh thiết thương phù hợp. Có nó rồi, thương pháp của ta phát huy được sức mạnh chân chính. Tính danh, tần man, đỉnh cấp sơn tặc, lính mới. Kỹ năng, thoai hoa thương, năm nhị. Kiếm lại phần thưởng hôm nay, thiết thương tinh xảo x1, áo giáp thông thường x2, cơ hồi máu x10. Chiến cổ chống trận x1, kỹ năng kèm theo cổ vũ sĩ khí, cờ sĩ x1, kỹ năng kèm theo chiêu mộ, lực mạnh x30, lưỡi liềm x10, địa đồ thanh lưu sơn x1, quần áo văn đất chống x10 mẫu, chiến ngược x1, sơn tuyển x1, kỹ năng sơn trại chữa trị, đồng nòng, nâng cấp toàn bộ tọa kỵ, nhận được kỹ năng. Tại sao còn một thanh kiếm không thấy đâu? Không có thanh kiếm kia, cho mộng giang hồ của ta phải làm sao đây? Hơn nữa, ta nhớ còn 50 hòm gỗ cũng chưa tìm thấy. Đại đương gia, ở đây có địa đạo, đi xuống xem. Đại đương gia, cậu nói cho tôi có phải trước khi đi, não trại chủ để lại di ngôn cho cậu không? À, tìm thấy rồi. Chẳng lẽ đây là toàn bộ gia sản não trại chủ tích góp cả đời sao? Ừ, cái này ta cũng không biết. Nếu không, chúng ta mở hòm đi.